10. Định tánh duyên giác. Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng: Lại nữa, thiện nam tử ấy đã quan sát tường tận tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Lại nữa, hành giả đã quan sát cùng tột tính không của hành ấm, anh ta đã nghiên cứu đến tận cùng các cảnh giới của hành ấm. Nó hoàn toàn là không đối với hành giả đã chấm dứt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt. Nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên dung, phát minh tánh thâm diệu, liền nhận đó là niết bàn mà không tiến lên, rồi cho đây là cảnh giới thù thắng, thì người ấy rơi vào hàng định tánh bích chi, thành bè bạn với các vị duyên giác, độc giác, không hồi tâm hướng về đại thừa, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. Giảng: Nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên dung, phát minh tánh thâm diệu, liền nhận đó là niết bàn mà không tiến lên. Ở trong cảnh giới của tánh giác minh thanh tịnh viên dung, khi phát minh được tánh viên diệu, hành giả có thể nhận lầm đó là niết bàn và không tiến lên nữa, rồi cho đây là cảnh giới thù thắng. Trong công phu tu tập, ngay cả khi chưa vượt qua được thức ấm, nếu hành giả cho kiến giải cuồng dại và sai lầm này là cảnh giới thù thắng, thì người ấy rơi vào hàng định tánh bích chi, là những gì không muốn rời bỏ quả vị nhỏ để hướng đến công hạnh tu tập lớn hơn, thành bè bạn với những vị duyên giác và độc giác, không hồi tâm hướng về đại thừa. Hành giả trở thành quyến thuộc với những vị ấy, mê mờ tánh bồ đề của chư Phật, con đường dẫn đến giác ngộ, đánh mất chánh tri kiến. Đây là dạng thứ 10, viên thành giác tâm gián lặng, lập thành cái quả trạm minh, trái xa tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn, làm sinh khởi giống giác ngộ viên minh, nhưng không quá giải được kiến chấp về tánh giác viên minh. Giảng: Đây là dạng thứ 10, là cánh cửa sau cùng trong quá trình chuyển hóa thức ấm. Nếu quý vị qua được cửa này thì chẳng còn gì phải bận tâm nữa cả, chẳng có điều gì nguy hiểm nữa cả. Đáng tiếc là chặng cuối cùng lại không phải là việc dễ dàng. Tại điểm này chỗ sai biệt nhau rất là vi tế, nên có câu: Sai chi thi hào, màu chi thiên lý. Nghĩa là lúc ban đầu chỉ cần sai lạc bằng một mảy tơ sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn bằng vạn dặm về sau. Nếu quý vị chỉ cần sai lạc tí xíu lúc khởi đầu tu tập, quý vị sẽ đánh mất quả vị giác ngộ về sau. Trạng thái này là một cảnh giới mà hành giả đã viên thành giác tâm gián lặng, lập thành cái quả trạm minh. Nhận lầm tánh trạm diệu do mê chấp vào cái tâm giác minh viên mãn. Vào thời điểm này, giáo lý giác ngộ viên mãn gần như hòa trộn lẫn với chân tâm thường trụ, và anh ta đã đạt được sự thanh tịnh sáng suốt, trái xa tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn. Tuy nhiên, anh ta chưa tương hợp với pháp môn nhĩ căn viên thông, vì anh ta còn nhiều chấp trước. Ngược với đạo niết bàn làm sinh khởi giống giác ngộ viên minh, nhưng không quá giải được kiến chấp về tánh giác viên minh. Ngược với bảo thành niết bàn, đi ngược với diệu quả niết bàn, nên làm sinh khởi hạt giống mê chấp, không quá giải được kiến chấp về tánh giác viên minh. Anh ta không vượt qua chấp trước về cảnh giới giác viên ấy. Anh ta không vượt qua được chấp trước về cảnh giới giác viên ấy, vẫn còn chút ít mê mờ khi thức ấm chưa được phá trừ. Nếu vào lúc này hành giả vượt qua được thức ấm mà không phải bị đầu hàng trước kiến giải điên đảo này, thì anh ta sẽ vượt qua được cả năm ấm. Khi năm ấm đã được chuyển hóa toàn triệt rồi, anh ta sẽ đạt đến quả vị thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng và thập địa. Đến đây có thể bảo đảm chắc chắn hành giả sẽ thành tựu quả vị Phật. A Nan, 10 loại thiền na như thế, giữa chừng quá điên, nhưng nơi mê lầm khi chưa đầy đủ, khởi tâm chứng đắc hoàn toàn, tất cả đều do thức ấm và tâm dụng công giao xen. Giảng: A Nan, 10 loại thiền na như thế, giữa chừng quá điên, nhân nơi mê lầm. A Nan, ông nên đặc biệt chú ý và hiểu thật rõ giai đoạn này. Ông nên nhận thức cho được ma cảnh hiện ra trong 10 loại thiền định như thế.
10 loại cảnh giới trong lúc công phu tu tập thiền định, 10 cảnh giới này sẽ xuất hiện trong khi tu thiền, bởi do kiến giải mê cuồng trong khi tu tập. Nương vào đó, hành giả tuyên bố đã chứng đắc hoàn toàn khi chưa được như vậy. Khi chưa đầy đủ, khởi tâm chứng đắc hoàn toàn. Đến lúc này, mặc dù chưa chứng đạo và đạt được quả gì, mà hành giả đã tự tuyên bố, ta đã chứng quả. Chưa chứng được, dù chỉ sơ quả mà nói đã được. Chưa chứng được nhị quả, tam quả, tứ quả A-la-hán mà tuyên bố đã chứng được. Chưa thành Phật mà nói đã thành. Nếu có ai hỏi tại sao anh ta được thành Phật, anh ta hoàn toàn không biết. Một vị Phật mà không biết bằng cách nào mình thành Phật thì thật là hồ đồ. Nhưng chư Phật đều có trí hiểu biết viên mãn, không có vị Phật nào hồ đồ cả. Còn nếu đó là người hồ đồ thì đó chỉ là yêu, ma, quỷ quái, những loại không hiểu được đạo lý chân chính là gì. Tất cả đều do thức ấm và tâm dụng công giao xen. Tất cả các trạng thái này đều do kết quả giao xen của thức ấm và nỗ lực khi dụng tâm tu tập. Đây là trò tác quái của thức ấm. Khi quý vị nỗ lực công phu thì thức ấm đấu tranh chống lại công phu của quý vị. Nếu quý vị có một tâm niệm tham dục vọng tưởng dù rất vi tế thì quý vị sẽ rơi vào ma cảnh, bị ma gá vào. Quý vị sẽ sinh khởi nhiều lý thuyết điên đảo. Một khi lý luận điên đảo ấy đã hình thành thì rất khó mà phá trừ nó nổi. Cho dù có thiện tri thức đến chỉ bày sự điên đảo ấy giúp cho họ phá trừ, họ vẫn không tin mà còn cãi lại: các ông biết gì nào, dù sao tôi cũng đã thành Phật rồi, những gì các ông nói đều sai lầm cả. Dù quý thiện tri thức đã chỉ bày, họ vẫn không chịu tin. Đó là lý do tại sao trạng thái này xuất hiện. Chúng sanh mê mờ không biết tự xét, gặp tình huống này đều đem tâm mê lầm, ưa thích những tập quán cũ mà tự dừng nghỉ. Cho đó là chỗ quay về rốt ráo, tự tuyên bố đã đạt được quả vị vô thượng bồ đề viên mãn, thành tội đại vọng ngữ. Ngoại đạo tà ma sau khi chiêu cảm nghiệp báo chấm dứt sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Các hàng thanh văn duyên giác không thể tiến lên hơn nữa. Giảng: chúng sanh mê mờ không biết tự xét. Chúng sanh ngoan cố khó chuyển hóa được mê lầm của chính mình, họ không chịu dừng lại những vọng tưởng dù chỉ để quán xét thử mình là ai. Họ chưa thoát khỏi lớp da heo, lốt chó mà tự tuyên bố mình là Phật, họ đã tự đánh giá mình quá cao. Gặp tình huống này đều đem tâm mê lầm, ưa thích những tập quán cũ. Gặp cảnh giới này hiện tiền, tâm bị mê mờ, ưa thích những tập quán cũ, ưa thích tham luyến những thứ ái dục, khiến tâm mình u mê đần độn hết đời này sang đời khác. Mà tự dừng nghỉ, cho đó là chỗ quay về rốt ráo. Nên thích dừng nghỉ nơi tự cho là chỗ quay về rốt ráo. Anh ta cho rằng mình đã tới nơi bảo sở, nhưng thực ra anh ta chỉ mới đến được nơi quá thành. Quá thành ấy chưa phải là bảo sở. Người này rất mong muốn đến bảo sở, nhưng chỉ mới đi được nửa đường, họ đã thấy mệt mỏi và muốn dừng lại hẳn. Đến lúc này, người có thần thông sẽ hóa hiện ra một quá thành và nói với họ: bảo sở ngay phía trước chúng ta, chúng ta nên đến đó để nhận lấy kho báu. Chúng ta có thể mang về mọi thứ vàng bạc trân bảo. Mục đích là để họ đến thành ấp đó để nghỉ ngơi rồi tiếp tục lên đường. Nhưng tất cả mọi người khi đến quá thành rồi cứ cho rằng đây là bảo sở, họ dừng nghỉ ở đó và không muốn đi xa hơn nữa. Họ cho rằng đây là nơi quay về nương tựa rốt ráo, nơi mà họ muốn đến từ lâu. Tự tuyên bố đã đạt được quả vị viên mãn vô thượng bồ đề. Tự tuyên bố đã chứng được vô thượng bồ đề và đã thành Phật rồi, thành tội đại vọng ngữ. Họ chưa chứng được Phật quả nhưng nói rằng đã chứng. Những người thông minh có nói những lời ngu muội như vậy không? Nói mình đã đạt được quả vị mà mình chưa đạt được, chỉ có những kẻ ngu si mới làm như thế. Trong quốc gia dân chủ, ta có thể nói rằng mọi người đều có thể trở thành tổng thống cả. Đúng vậy, mọi người đều có khả năng để trở thành một vị tổng thống. Nhưng điều ấy không có nghĩa là mọi người là tổng thống. Phải qua cuộc tuyển cử mới thực sự trở thành tổng thống. Không thể nói suông rằng mọi người đều là tổng thống. Thế thì ai là tổng thống, ai là phó tổng thống? Giống như điều đang nói ở đây, nếu quý vị không bao giờ đi học, không biết cả chữ ký của mình, thì làm sao quý vị thành tổng thống được? Cũng giống như việc thành Phật, nếu quý vị không tu tập
không trải qua 6 năm tu tập khổ hạnh ở núi tuyết hoặc 49 ngày thiền định dưới cội cây Bồ đề. Nếu quý vị không có một ngày với nỗ lực công phu tu tập như thế, làm sao mà thành Phật được? Tưởng điều ấy quá dễ, đó thật là một thứ vọng tưởng điên cuồng. Thành tội đại vọng ngữ, ngoại đạo tà ma sau khi chiêu cảm nghiệp báo chấm dứt sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Sau khi chiêu cảm nghiệp báo ngoại đạo tà ma chấm dứt, sau khi ma nghiệp do anh ta chiêu cảm lấy quả báo đã hết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Mạng sống của loài thiên ma cũng sẽ đến lúc kết thúc, đến lúc ấy anh ta sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Các hàng thanh văn duyên giác không thể tiến lên được nữa. Khi hàng định tánh thanh văn hay định tánh duyên giác lầm chấp về tánh giác, tuy họ sẽ không bị đọa vào địa ngục, nhưng họ sẽ không thể nào tiến xa được nữa trên đường tu đạo. Họ không thể tiến bộ hơn được nữa. Ha ha ha, 问什么的所和。